Anh Nguyễn Thành Hiếu này. Nguyễn Thành Hiếu. Hiếu Hiếu, Nguyễn Thành Hiếu. Nguyễn Thành Hiếu đâu? Thành Hiếu. Thành hay Thanh? Nguyễn Thành Hiếu đâu nhỉ? Vắng à? Bắt trọng tài rồi mà. Các anh lứa tuổi cao rồi thi đấu không chế thôi. Thi đấu nhẹ nhàng không chế thôi. Rồi sao nó chân đi vào tay đấy. Chân à? Ok, ghen đi. Oh, chicken! I got it.